Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn luôn được các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh chủ động thực hiện. Các công trình phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai được đầu tư nâng cấp, sửa chữa kịp thời đã và đang phát huy hiệu quả vào phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều ở một số địa phương vẫn diễn ra, gây ảnh hưởng đến an toàn hệ thống, nhất là trong mùa mưa bão. Việc xử lý các vi phạm chưa triệt để. Vì vậy, việc xác định rõ thực trạng vi phạm là hết sức quan trọng, từ đó có các giải pháp khắc phục kịp thời, bảo vệ hiệu quả hệ thống đê điều và các công trình phòng chống thiên tai, giảm thiểu tổn thất về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Toàn tỉnh có tổng số hơn 242 km đê, gồm 1 tuyến đê cấp 2, 8 tuyến đê cấp 3, 5 tuyến đê cấp 4 và 20 tuyến đê cấp 5. Hệ thống đê điều đã góp phần quan trọng trong việc phòng chống bão lũ, kết nối giao thông, phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ dân sinh. Nhằm tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hệ thống đê điều trên địa bàn, nhiều năm qua, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hệ thống đê điều được đầu tư tu bổ, nâng cấp, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống lụt bão. Tuy nhiên, qua kiểm tra, thanh tra cho thấy, tình trạng lấn chiếm phạm vi bảo vệ đê điều vẫn còn diễn ra. Một số tổ chức, cá nhân đã sử dụng trái phép hành lang bảo vệ đê điều cho các mục đích khác nhau, trong khi chưa được các cơ quan quản lý cấp phép, chấp thuận. Nguy cơ gây mất an toàn công trình đê điều và ảnh hưởng lớn đến hành lang thoát lũ các tuyến sông. Với chiều dài toàn tuyến là 75 km, đê hữu đáy chạy qua địa bàn các huyện Hoa Lư, thành phố Ninh Bình, Yên Khánh đến huyện Kim Sơn. Đây là tuyến đê thuộc hệ thống đê quốc gia, nhiệm vụ chính là chống lũ, bảo vệ sản xuất, đời sống dân sinh với tổng diện tích vùng ảnh hưởng là 165 km2. Hiện nay, toàn bộ diện tích dọc đê là các khu dân cư, khu kinh tế quan trọng của tỉnh. Những năm qua, dù đã tập trung cho công tác quản lý, phổ biến giáo dục pháp luật về đê điều, nhưng tình trạng vi phạm vẫn xảy ra trên tuyến này. Tại km 7+900 thuộc địa bàn xã Gia Chấn, công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú mới có văn bản chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép. Tuy nhiên, các nội dung vi phạm không có trong văn bản chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn như xây nhà điều hành trong hành lang thoát lũ, xây dựng nhà xưởng trong hành lang thoát lũ, lắp đặt trạm trộn bê tông và tập kết vật liệu trong hành lang thoát lũ. Từ km 21 757 đến km 21 971 thuộc địa bàn xã Ninh Phúc, chi nhánh công ty cổ phần Phúc Lộc xây nhà bảo vệ trạm cân, lắp đặt trạm cân trong hành lang bảo vệ đê điều, xây tường bao che thiết bị trên mặt cầu cảng. Năm 2019, Chi cục Thủy lợi đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền và yêu cầu công ty tự giải tỏa vi phạm, kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình giám sát, đôn đốc việc giải tỏa. Để ngăn chặn xử lý tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, ngoài công tác quản lý thường xuyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn liên tục tổ chức kiểm tra, thanh tra hàng năm. Tuy nhiên, tình hình vi phạm về sử dụng bãi sông vẫn còn diễn ra. Từ km 25 650 đến km 25 950 thuộc địa bàn xã Khánh Phú, công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Việt Ninh Bình xây nhà, cầu tàu, trạm cân, lán xe, tường bao, băng tải, tập kết vật liệu trong hành lang bảo vệ đê. Năm 2019, Chi cục Thủy lợi đã ban hành quyết định xử phạt và yêu cầu công ty tự giải tỏa vi phạm, kiến nghị Ủy ban dân huyện Yên Khánh giám sát, đôn đốc việc giải tỏa. Tuy nhiên, khi đoàn khảo sát của Hội đồng dân tỉnh cùng với cơ quan chức năng làm việc đã gặp phải sự cản trở từ phía doanh nghiệp. Bây giờ khi nào được phép thì các anh phải, bây giờ là tôi chỉ là những tạm dừng đã. Khi các anh đăng ký lịch, các anh về đi làm việc, các anh ở đâu? Tại km 15 700 thuộc địa bàn xã Gia Trung, hộ ông Trần Văn Tuấn dựng trụ cầu, tập kết vật liệu xây dựng trong hành lang thoát lũ, xây dựng lán tạm trong hành lang bảo vệ đê điều. Năm 2019, Chi cục Thủy lợi đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu hộ có hành vi vi phạm tự giải tỏa, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn giám sát, đôn đốc việc giải tỏa này. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo xã và cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục cấp phép hoạt động. Biết là sai nhưng vẫn phải làm, bây giờ là đầu tư tất cả ra đây rồi. Vay vốn liếng nhà nước rồi là gia đình rồi vay mượn bên ngoài vào, anh bảo đầu tư đây không làm thì không có cái gì sinh sống mà không có cái gì để trả lãi nhà nước cả. Nên là nó theo đây tình thế là bắt buộc. 2018 phạt 3,5 triệu, 2019 phạt 5 triệu, 2020 phạt 3,5 triệu. Nói thật các anh là thôi thì qua cái đợt các anh kiểm tra này thì là cũng về ý kiến với các lãnh đạo làm sao mà làm cái biện pháp để chúng em hoàn tất được thủ tục. Chứ còn chúng em không muốn để phạt như này. Nói thật anh, nếu làm như này là chúng em là cái tình thế là bắt buộc thôi. Vậy thuế phí mình có nộp nhiều không? Thuế trước kia thì trước từ 2016 cho đi thì thuế vẫn nộp. Nhưng từ 2016 này là thủ tục như vậy cái là không ai thu gì nữa.
Tại huyện Yên Mô, trên tuyến đê Hữu Vạc, nhà máy gạch Khánh Dương thường xuyên vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm gạch trên đê, lợi dụng hành lang đê, mái đê và hành lang thoát lũ để tập kết hàng hóa. Một số hộ dân cũng tập kết vật liệu sát trên đê. Chi cục thủy lợi đã xử phạt hành chính và yêu cầu giải tỏa. Tuy nhiên do lượng nguyên liệu lớn, tiêu thụ sản phẩm chậm nên đến nay chưa giải phóng được triệt để. Để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã quan tâm đầu tư kinh phí trên 2.456 tỷ đồng, lồng ghép từ các nguồn vốn để hỗ trợ, củng cố, nâng cấp, cải tạo hệ thống đê điều, thủy lợi, hạ tầng giao thông đa mục tiêu gắn với đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai với phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng gắn với phát triển du lịch. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đê điều, nếu chỉ có sự vào cuộc của các ngành chức năng là chưa đủ, mà rất cần tới ý thức chấp hành luật đê điều từ chính những doanh nghiệp và người dân. Để khắc phục tình trạng vi phạm hành lang đê, thời gian qua tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm hiệu quả quản lý đê điều, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các xã phường thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Tại tuyến đê Đức Long Gia Tường Lạc Vân, huyện Nho Quan, với chiều dài gần 12 km, những năm trước có một số vụ vi phạm như trồng cây, làm lều lán, chăn nuôi gia súc gia cầm, xây cổng, móng nhà, tường rào trên hành lang đê. Trước tình trạng đó, huyện đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị chức năng và chính quyền các xã thường xuyên kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm, tuyên truyền vận động các hộ dân ký cam kết tự tháo dỡ, giải tỏa các công trình vi phạm. Đặc biệt, các xã Đức Long, Gia Tường, Lạc Vân quyết liệt ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Tại xã Đức Long, vừa qua, hai trường hợp vi phạm xây dựng móng nhà trên đê đã được xã kịp thời xử lý, giải tỏa, trả lại mặt đê. Đến nay, trên tuyến đê không còn trường hợp vi phạm về xây dựng. Thì chúng tôi đã đến trực tiếp tuyên truyền, vận động các cái người dân là thực hiện chấp hành tốt cái luật đê điều, không được xây hoặc là cơi nới hoặc là làm các cái lán trại ra lên các cái tuyến đê, cơ đê hoặc mặt đê. Thì cụ thể như cái tuyến đê đấu nứa ở trong này thì gia đình người ta sẽ tháo dỡ và không gây ảnh hưởng đến đơn vị thi công và cũng không ảnh hưởng đến cái cơ đê. Để làm tốt công tác quản lý đê, lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn xã thường xuyên tuần tra, phát hiện, báo cáo kịp thời tình trạng đê điều, phát hiện, ngăn chặn, lập biên bản và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm, tuyên truyền phổ biến, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về đê điều. Hàng năm, các cơ quan chức năng của tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm và xử phạt các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hàng trăm triệu đồng. Đồng thời yêu cầu các tổ chức tự giải tỏa, tháo dỡ những công trình vi phạm ra khỏi phạm vi bảo vệ đê điều, hành lang thoát lũ, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Tại phiên giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về thực trạng này trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đã chất vấn, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm rõ những sai phạm của các đơn vị cá nhân, đồng thời xác định trách nhiệm của ngành chức năng và các đơn vị liên quan để xảy ra các vụ vi phạm, kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn mình phụ trách. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã báo cáo thực trạng tình hình vi phạm hành lang bảo vệ đê và đưa ra giải pháp xử lý trong thời gian tới. Sở cũng đã kiến nghị Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các địa phương cần có những biện pháp cứng rắn hơn để xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm còn tồn đọng, không để vi phạm mới phát sinh hoặc tái vi phạm trên địa bàn. Trong cái thời gian tới thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã đề xuất một số các cái giải pháp như sau. Thứ nhất là tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đê điều đến các cái tổ chức cá nhân, đặc biệt là các cái hộ dân đang sinh sống dọc theo các cái tuyến đê để mọi người nâng cao cái nhận thức và nhận biết được cái tầm quan trọng của các tuyến đê. Từ đó là cùng với bảo vệ các cái tuyến đê phát hiện ngay các vụ vi phạm. Thứ hai nữa là có thể là tiến hành là đầu tư nâng cấp các cái hành lang dọc theo chân đê để làm sao mà khi mà có các cái hành lang, còn những cái đường hành lang dọc theo cái tuyến đê đấy thì nhân dân sinh sống ở đấy thì cũng sẽ đỡ vi phạm cái hành lang an toàn đê điều. Cái thứ ba nữa là sẽ tổ chức là cắm các cái biển hạn chế tải trọng ở trên các tuyến đê để phục vụ cho cái công tác quản lý nhà nước. Đối với các cái vụ vi phạm mà cũ thì sẽ kiến nghị Ủy ban dân các xã, đặc biệt là các huyện là kiên quyết xử lý các cái vụ vi phạm và từng bước là không để phát sinh các cái vụ vi phạm mới. Còn các vụ vi phạm cũ thì sẽ từng bước kiên quyết để lập các cái
phương án để giải tỏa nếu như các cái tổ chức cá nhân vẫn cố tình vi phạm. Thực tế này đòi hỏi bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng phải mạnh tay hơn nữa trong việc xử lý các vụ vi phạm tồn đọng, đồng thời có giải pháp kiên quyết, khả thi để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm phát sinh. Thượng tôn pháp luật cần phải được thực hiện ngay sau mỗi kỳ họp của Hội đồng Nhân dân. Tới đây chuyên mục Những vấn đề cử tri quan tâm xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.